Qatar công bố ngày chính thức khởi tranh vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Chủ nhà Qatar đã công bố thời gian chính thức khởi tranh vòng chung kết ASEAN Cup 2023 diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024. Thông tin về ngày khởi tranh vòng chung kết ASEAN Cup 2023 được Liên đoàn bóng đá Qatar, QFA, đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của liên đoàn này. Quốc gia vùng vịnh vừa đăng cai thành công World Cup 2022, giải đấu chứng kiến đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch sau khi đánh bại đội Pháp ở loạt đá phạt đền trong trận chung kết. Quyền đăng cai vòng chung kết ASEAN Cup 2023 trước đó được trao cho Trung Quốc nhưng quốc gia này đã rút lui do tình hình dịch COVID-19. Sau quá trình dài chọn lại chủ nhà với sự tham gia của 4 quốc gia là Qatar, Indonesia, Úc và Hàn Quốc, chủ nhà World Cup 2022 đã được chỉ định làm chủ nhà của giải đấu. Qatar sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tổ chức 3 kỳ ASEAN Cup sau năm 1988 và 2011. Do nhiệt độ cao vào mùa hè ở vùng vịnh và việc đội tuyển Qatar tham dự Gold Cup 2023, nên vòng chung kết ASEAN Cup 2023 phải lùi ngày khởi tranh sang năm 2024. 24 đội đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023, trong đó có 4 đội đến từ khu vực Đông Nam Á gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các đội được chia thành 4 nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống thứ 2, để tiến hành bốc thăm thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu sẽ lọt vòng 16 đội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.